Có phần tử hỏi thì hỏi là thế nào là nhập thất? Tới từ nhập thất ở đây là chỉ cho những người xuất gia hoặc những phần tử tại gia chúng ta tu hành. Chúng ta muốn cầu liễu thoát sinh tử, dứt trừ khổ đau và sớm được chứng được cái quả vị Niết Bàn. Thì chúng ta gọi là lập kỳ, lập thành cái thời khóa, cái thời kỳ để tu tập tinh tiến, gọi là chuyên tu, nhất tâm, vạn duyên buông xuống. Nhất tâm niệm Phật, tụng kinh, trì chú, lễ Phật, vân vân, hồi thiền. Tùy theo chúng ta tu theo cái pháp môn nào thì chúng ta lấy cái pháp môn đó để hành trì. Cái từ nhập thất ở đây nó có hai ý nghĩa, nghĩa bóng và nghĩa đen. Một nghĩa là chúng ta có thể hiểu này, chữ thất ở đây á, chữ thất ở đây là số 7. Nếu mà cái từ mà nói bằng cái từ tiếng Việt chúng ta có thể hiểu cái chữ thất ở đây là số 7. Tức là gì? Tức là 7 ngày đó. Nhập là vào, 7 tức là nhập thất. Khi mà người ta mà viết ấy, bằng chữ Hán ấy, thì nó lại rõ ràng ra chữ thất ở đây. Hoặc là viết chữ thất này, chữ thất còn có nghĩa là cái nhà, cái tịnh thất, cái mật thất. Nếu mà họ viết là chữ thất là số 7 ấy, thì chúng ta phải hiểu khác. Chữ nhập có nghĩa là vào. Nếu mà viết chữ nhập thất, chữ thất là số 7 ấy, thì có nghĩa là lập kỳ tu chứng 7 ngày, một thời tu gọi là nhập thất. Trong nhà Phật chúng ta thấy hay có cái từ là nhập thất. Hoặc là một tuần thất, hai tuần thất, ba tuần thất, bốn tuần thất, năm tuần thất, sáu tuần thất, bảy tuần thất, gọi là khắc kỳ tu chứng. Cứ 7 ngày một thất như vậy, gọi là chúng ta hay gọi là tu Phật thất đó. Khóa tu Phật thất tức là khóa tu gì ạ? Khóa tu 7 ngày chuyên tu, đến trong chùa để ăn uống ngủ nghỉ tu tập ở trong chùa luôn, cả ngày cả đêm, một ngày 6 thời, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, vân vân, tùy theo đạo tràng đó tu cái gì, tu theo pháp môn gì, tu pháp môn nào đó. Đó gọi là chúng ta hay gọi là, ví dụ như niệm Phật chúng ta gọi là niệm Phật thất, khóa tu niệm Phật thất. Hay còn gọi là tu thiền thì gọi là khóa tu thiền thất. Thì chúng ta phải biết rằng khóa tu đó là gì? Là 7 ngày, diễn ra trong khoảng một tuần 7 ngày. Chữ thất ở đấy thì chúng ta phải viết là gì? Nhập thất, chữ thất ở đấy phải viết là số 7. Chữ thất ở đấy có nghĩa là số 7. Đấy là một nghĩa. Còn khi họ viết thì nhập thất dành cho những người gọi là nhập thất lâu dài, khắc kỳ tu chứng, bao giờ thành tựu mới ra, còn không thành tựu thề chết ở trong cái nhà đó, cái thất đó cũng không bước ra ngoài. Thì cái chữ thất đó nó không phải là cái thất 7 ngày nữa, cái chữ thất nữa, mà cái chất chữ thất này có nghĩa là nhà. Tức là vào trong cái tịnh thất đó, cái nhà đó, cái tịnh thất người tu chúng ta đây xuất ra như các thầy hay gọi là nhập thất thì phải gọi là nhập thất. Ví dụ như cái chỗ thầy đang giảng đường đấy, thế là cái thất của thầy. Đây gọi là cái thất của thầy. Thầy giảng ở đây, chỗ này là cái nhà thất của thầy. Lấy tên là Liên Hoa Tịnh Thất hay là Tịnh Thất Liên Hoa. Liên tức là sen, hoa tức là hoa sen, liên hoa tức là hoa sen. Đấy, cái tịnh thất này thầy lấy cái tên Liên Hoa từ ngày xưa, bây giờ vẫn dùng cái tên đấy. Ví dụ như thầy đóng cửa vào đây, thầy đóng cửa vào thầy tu và thầy phát nguyện có thể là một tháng, hai tháng, ba tháng vân vân chẳng hạn. Thì cái chữ thất này không gọi là cái, không viết là cái chữ thất là số 7 nữa. Mà cho nên là vào cái đóng cửa lại và phát nguyện chuyên tu ở trong này một thời gian dài, chưa biết ngày nào ra chẳng hạn. Thì cái chữ thất này thì lấy chữ thất là nhà. Chúng ta cũng hiểu đấy, cho nên thầy mới nói là có hai nghĩa bóng và nghĩa đen. Hai nghĩa là hai ý nghĩa là như thế. Tùy theo khi chúng ta tu chúng ta thấy họ viết như thế nào đó. Còn chữ Việt Nam chúng ta cái từ thất nó chỉ có một chữ thất thôi. Từ thất ở đây chúng ta viết là từ Việt Nam, chữ thất ở đây. Thì tùy chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa. Ví dụ khóa tu Phật thất hay khóa tu thiền thất hay là gọi là tịnh thất chẳng hạn. Thì cái chữ tịnh thất không thể lấy từ thất là số 7 được. Mà chữ thất ở đây phải là cái nhà. Thì người phát nguyện vào cái nhà đó, thanh tịnh đó,
ở cái nơi vắng vẻ đó, thanh nơi A Lan Nhã đó để nhất tâm tu tập đó, thì cái thất đây phải là cái nhà. Và vì đó vào đó để phát nguyện nhất tâm tu hành trong đấy, bao giờ kiến đạo thì mới gì, tức là thấy đạo chứng quả giải thoát thì mới ra hóa giáo hóa độ sinh, còn không thì dù thịt nát xương tan cũng không bước ra khỏi cái cánh cửa ấy. Thì đó gọi là gọi cái nhập thất đấy, thì là khác với cái từ nhập thất là tu 7 ngày ấy. Đấy, thầy giải thích cái chỗ từ nhập thất để cho Phật tử Hòa Bình hỏi như vậy. Hoặc là câu ý thứ câu thứ hai vì là hỏi rằng nhập thất có lợi ích gì cho người tu tập. Thầy đã nói lúc nãy rồi, bây giờ nói rõ thêm. Nhập thất ở đây thế là gì? Chúng ta ở trong kinh A Di Đà chúng ta nghe Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là người niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày đúng không? Tại sao không nói là từ 1 ngày cho đến 8 ngày hay 9 ngày hay 10 ngày mà nói là từ 1 ngày đến 7 ngày? Hoặc nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, đúng không? Tức là người niệm Phật từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 6 5 ngày, 6 ngày cho đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn, tức là một lòng tâm không tạp loạn. Nhất tâm bất loạn chúng ta có thể dịch là một lòng tâm không tạp loạn. Thì người đó sẽ được vãng sinh Tây Phương. Đó. Cho nên chứ mình nhập thất ở đây á có lợi ích gì rất lớn, đó là mình phát nguyện là buông xuống tất cả vạn duyên, buông xuống để mình nhập thất, mình chuyên tu để cầu được minh tâm kiến tính. Nếu chúng ta là người niệm Phật đó thì cầu để cho sớm được niệm Phật gì nhất tâm bất loạn, hay là đạt được cái niệm Phật gì gọi là niệm Phật tam muội đấy. Đó cho nên đó, cái lợi ích của nhập thất đây là thật là lớn lao vô cùng. Vì chúng ta khi vào trong thất rồi vạn duyên buông xuống thì chúng ta tu tập đó, thì sẽ dễ đạt được cái niệm Phật tam muội. Nếu như chúng ta tu tịnh độ dễ đạt được thiền định sâu xa, nếu như chúng ta tu thiền dễ đạt được gọi là tam mật tương ưng, nếu chúng ta tu mật vân vân. Nhưng ngược lại thì chúng ta biết là khi nhập thất á, thì cũng hay có ma chướng. Mà ma chướng lúc nhập thất là ngày xưa các cụ các tổ nhập thất á, truyền lại, mà cũng như chúng tôi nhập thất nhiều lần rồi thì cũng thấy bắt đầu từ ngày thứ nhất thì chưa có gì đâu, ngày thứ hai và ngày thứ ba và ngày thứ tư, đặc biệt ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư, bộ ba bốn cái ngày đấy là chỉ có muốn đạp cửa mà xông ra thôi, nếu như người mới nhập thất một vài lần đầu, hoặc là lâu lâu mới nhập thất lại một lần đấy. Thì đặc biệt từ ngày thứ hai, thứ ba và ngày thứ tư là cái ngày mà khó khăn nhất, lúc nào cũng chỉ có nghĩ rồi tại sao mình lại đi vào đây để làm cái gì, tại sao không ở ngoài để làm hoằng pháp lợi sinh, tại sao không ở ngoài để đi hoằng pháp, để đi giáo hóa, đi độ mọi người, tại sao không ở ngoài để làm Phật sự, đi vào đây nó chả có cái lợi ích gì, ở ngoài ta cũng tụng kinh được mà, ra ngoài cũng mấy thời tụng kinh, tội gì ta đi vào đây làm gì. Vào đây thì cuối cùng ngoài cái thời tụng kinh niệm Phật tu thiền ra chả giúp ích được cho ai cả, ra ngoài còn ngoài cái thời đó còn tiếp khách, còn giáo hóa, còn độ sinh, còn hướng thiện cho mọi người được, vân 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 vân, đủ các thứ đó. Khi đó thì tự nhiên nó cứ nghĩ ra, ta nghĩ ra đó là gì? Ma chướng. Ma nó phá chúng ta, nó không muốn cho chúng ta thành tựu được cái quả tu trong cái kỳ nhập thất đấy, cho nên thì nó phá. Đấy là nó nói là phá ma, phá về nội tâm đấy. Thậm chí còn ma phá hiện từ ngoại cảnh đến nó phá nữa, nó khủng bố đấy, nó khủng bố, nó phá nữa, còn khủng khiếp nữa. Hoặc là hiện ra những cái tướng ác nó phá, hoặc là hiện ra tướng nam tướng nữ gì xinh đẹp mỹ miều gì nó quyến rũ, nó phá, gọi là thuận cảnh phá. Nghịch cảnh phá đã sợ rồi mà thuận cảnh phá còn khủng khiếp hơn. Cho nên ngày xưa các tổ với các cụ ngày xưa nhập thất, các cụ bảo phải có cái nền tảng giáo lý vững chắc rồi thì chúng ta mới không lạc vào đường tà. Lại phải có người thầy gì ạ, hướng đạo cho chúng ta, dạy bảo cho chúng ta biết rõ về cái phương pháp để khước trừ ma quỷ rồi thì chúng ta mới nhập thất thì mới yên tâm, không có thì dễ bị tẩu hỏa nhập ma hoặc là dễ bị đi vào con đường tà lắm đấy. Cho nên cái lợi ích của nhập thất là
lớn vô cùng. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta mà tu tập mà không có cái chính kiến, chỉ cần khởi một cái niệm tâm tham á, về ngũ dục lục trần một cái là nguy hiểm ngay. Thậm chí là tham thì mong cầu đắc đạo cho nhanh thì phổ độ chúng sinh á, thì cũng gì cũng rất dễ bị mắc vào cái rọ lưới của ma, không phải đơn giản các quý vị. Cho nên công đức lớn thì ngược lại, thì chúng ta nếu mà không vượt qua để đạt được công đức lớn thì cũng rất dễ gì dễ bị tai họa lớn. Cho nên các Phật tử chúng ta mà chưa có cái nền tảng giáo lý vững chắc mà đòi nhập thất là nguy hiểm đấy. Lúc đi vào thì là người, mà đi ra thì gì ạ, thì còn nửa người nửa ma, thậm chí còn trả được nửa người á, ma còn nhiều hơn. Không phải đơn giản đâu. Cho nên các đệ tử của thầy á, thầy đã cho ai nhập thất đâu. Các sư ông, có sư ông tu mười mấy năm nay, 12, 13 năm nay thầy đã cho nhập thất đâu. Thầy bảo cứ phải tu đã, vừa tu vừa học vừa làm công quả đã, bao giờ mà vững chắc đã thì nhập thất mới mới không không sợ là sai đường. Không có vào đó thì đóng cửa trong đấy rồi, có ai biết thế nào, một mình tu mà. Cho nên phải theo thầy học đạo để cho nó có cái kiến thức vững vàng đã. Kiến thức về Phật học, rồi kiến thức về sự tu tập, kiến thức về cái cách gì, cái cách mà giải trừ gì ạ, ma chướng. Cái khi chúng ta ở trong thất là có một mình chúng ta phải đối chọi thôi à. Thế chúng ta không có kiến thức, không có kinh nghiệm thì chúng ta rất dễ bị nó lừa, nó lôi đi. Mấy thầy xin lên nhập thất ở Tản Viên, tôi cho mấy thầy lên nhập rồi, có thầy nào trụ được đâu. Hai thầy tăng, mấy thầy ni nữa rồi, lên một thời gian cuối cùng tu sai cũng phải hạ sơn hết, không chịu, không trụ được. Không đơn giản đâu các vị, sư đấy nhá, sư đấy. Hai vị tăng đã thọ giới tỷ khiêu lên đại đức rồi đấy, có vị nhập thất được hơn năm rồi đấy, có vị cũng gần năm đấy, đâu ít đâu. Còn ni thì cũng có mấy thầy bảo cũng lên xin nhập thất, là tôi cũng cho lên cho tu, nhưng mà tôi bảo thôi từ từ thì cứ ở chỗ nhà pháp hội chuyên tu một mình để xem thế nào. Ở được khoảng vài tháng hoặc năm thì lại để dở chứng ra, bảo là chứng cái này chứng cái nọ chứng cái kia, và thấy cái này thấy cái nọ thấy cái kia, hoặc là tự nhiên là muốn là cái việc tu của mình là không tu mà cứ suốt ngày đi bắt mạch chữa bệnh cho mọi người như là một bác sĩ đó, thì cũng không phải. Cái người nhập thất chuyên tu là để cầu minh tâm kiến tính, để cầu giải thoát giác ngộ, để phổ độ chúng sinh cơ mà, đâu có phải nhập thất một thời gian xong rồi phát ra bảo là bắt mạch rồi chữa bệnh cho mọi người rồi hướng cho mọi người rồi chữa cái này cái nọ cái kia, cũng không đúng luôn. Đó. Với người khác thì có thể là đúng, nhưng với thầy thì không cho cái đó là đúng. Ví dụ như các vị mà thực sự đã tâm tính đã hoàn toàn nó được liễu ngộ minh bạch rồi, giải thoát rồi á, thì các vị ra cứu nhân độ thế thì thôi cũng được, dùng phương tiện cứu nhân độ thế cũng được, nhưng mà này đã được đâu, khổ quá. Với mình còn đầy phiền não, đầy tham sân si, thì làm sao mà có thể giúp đỡ được cho người ta thoát ly khổ nạn được. Còn có giúp được cho cái thân người ta thì nó chỉ là cái tấm thân này rồi, trước sau nó phải già bệnh chết, không hướng được cho người ta vào đạo, mà lại toàn hướng cho người ta đắm chấp vào cái tấm thân ấy, nó nguy hiểm, nó rất nguy hiểm. Nó chẳng khác gì đạo tiên cả, chẳng khác gì đạo của lão cả, lão giáo cả. Mong cho thân được trường thọ kéo dài, mà khiến cho họ quên đi cái sự vô thường sinh lão bệnh tử, để cầu sớm thoát ly. Đã đi sai đường, mà sai đường thì một thời gian nó tự nhiên là tự nhiên sinh chán là bỏ thôi. Tôi không lên núi thì thôi, tôi lên núi vài lần một cái là tự nhiên thấy chán là bỏ. Thì trên Tản Viên á, chùa nó linh thiêng, phải nói cái ngôi chùa linh thiêng, rất linh thiêng, ở nơi núi tổ mà, nơi tổ sơn của cả nước Việt Nam chúng ta mà. Không phải đơn giản đâu các quý vị, không phải ai lên đó cũng có thể trụ được đâu. Cái đệ tử lên đó để trông chùa cho thầy á thì được,
Nhưng mà cứ mà vào mà tu tập một cái gì đó mà cứ một mình mà tìm ra cái phương pháp để tu, để giấu thầy, lén lén lút lút để giấu thầy mà tu, một vài tháng sau là dính ngay. Cái này là có rồi, không phải là không đâu. Cho nên là cái chúng ta vào thất mà tu nó có cái lợi ích lớn, nhưng mà nếu mà chúng ta không cẩn thận và không hiểu biết thì cũng mang cái họa lớn vậy. Cho nên Phật tử này hỏi, nếu mà muốn tu tập, muốn nhập thất thì cũng phải học hành cho đến nơi đến chốn đã, có kinh nghiệm đã mới nhập thất. Bằng không thì cứ phải tu vừa làm công quả, tăng cái thời lượng tu tập cho nó dài thêm. Ví dụ trước đây chúng ta tu có một tiếng niệm Phật chẳng hạn, bây giờ chúng ta tu lên gì tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng hoặc 3 tiếng, tăng nó lên đã để chúng ta xem đã, chuyên tu một thời gian như thế đã. Sau đó khi mà chúng ta thấy ổn rồi, có công đức có phúc báo rồi á, chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho chúng ta rồi á, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp các ngài á cũng gia hộ chúng ta rồi á, thì khi đó chúng ta mới phát nguyện nhập thất thì mới ổn được.